nếu xuất gia đi tu sau các thời khóa tu còn có thể tập luyện thân thể mạnh như tập võ được không? liệu cơ thể cường cán như một võ sư có cản trở gì đến việc tu hành hay hoàn pháp không? À, hồi um, trước á, chùa có một uh, một ông võ sư ông xin mở cái lớp tập võ ở trong sân chùa thì uh, thôi thì sư cả cũng uh, cũng tình nghĩa củ khoai củ sắn cho nên cũng uh, đồng ý cho ổng mở thì khi ổng mở mở cũng không được bao lâu rồi thì cũng đóng cửa thôi nhưng mà cái vấn đề như thế này là ổng hỏi uh, sư có tập không sư mới hỏi là tập để làm cái gì ông hỏi tập để uh, tự vệ sư sư hỏi mình phải làm sao cho người ta không đánh mình chứ nếu còn đánh để mà mình là phải đỡ là còn dở mình phải tu sao để cho người ta không ta nhìn mình người ta không đánh như. đấy, à, rồi khi mà sư tụng kinh mà sư đi xuống, nha sư tụng kinh sư đi xuống, sư nhìn thấy họ là đang thủ thế đánh ha, thủ thế đánh, sư khi ông sư bạn sư hỏi hỏi chơi, sư nhìn đó, thì họ đánh như vậy đó, họ đánh bằng tâm gì? tâm sân. khi mà mình dung cú đấm ra là mình tắm bằng tâm sân đừng có nắm tôi dùng cú đấm tôi đấm bằng tâm từ nha <laughs> thì như vậy là mình đang sử dụng tâm bất thiện nó đi nghịch với cái đường hướng tu ừ. rồi bây giờ mình không nói về cái chuyện tập võ mình nói về cái chuyện tập gym đi <laughs> thì nó như thế này nè quý vị bây giờ mà quý vị chờ nó hết thời khóa thì có khi là mình chỉ còn rảnh cái buổi khoảng buổi chiều chứ còn buổi sáng thì nó cũng không có rảnh đâu mà cái buổi chiều á nếu quý vị tu cho nó đàng hoàng là buổi chiều quý vị không có được ăn mà mình tập xong cho đã rồi tập mấy cái bài nặng á tập cho đã rồi mà mình không ăn á là nó không có bổ sung được cái năng lượng mình bị mất đi nó đi ngược với cái hiệu quả rèn luyện mà mình mong muốn mà nếu ăn á là phạm giới à, còn nếu quý vị tập buổi sáng thì à, không cua không sao tập buổi sáng không sao nhưng mà nhớ là mình phải uh, phục vụ đủ cái thời khóa của mình nó lại thêm một cái vấn đề nữa đó là uh, Ví sư lấy ví dụ như ở uh, trường thiền uh, Phá ốc có một cái quy định như thế này uh, đó là mình có thể uh, tự mình giống như là tập tập thi dục ấy. tự mình tập thể dục uh, thậm chí có thể tập khí công cái đó là chuyện của mình chuyện của cá nhân ông sư đó nhưng tuyệt đối không được dạy chỉ cho người khác tại vì cái nhiệm vụ của ông sư là để tu ông có thể à, ông duỗi tay duỗi chân để cho nó khỏe khoắn thì được chứ còn mà mình tập để mà mình múa mai nó 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 không nó không có được không có nên đấy đọc cái câu hỏi này tôi tưởng tượng là cái hậu với cái với cái nội quấn như vậy là sao đá mà suy nghĩ cứ tưởng tượng giống như cái gì mặt, váy mặt váy đó là định nói mặt váy đi mặt váy vì đá đi sao đá đây là nói chơi vui thôi còn á vì nghĩ đi nội mà cái chuyện mình thọ tứ vật dụng thôi mình ăn cơm à, mình ở cốc liêu mình mặc y và mình thọ dụng thuốc chữa bệnh là mình phải quán tưởng cái này mình dùng. Ví dụ giờ đơn cử là vật thực nè. Vật thực này dùng không phải để gì? Như người lực sĩ không phải để ăn ngon, không phải để thọ hưởng mà là để gì? Để tránh cảm thọ cũ, cảm thọ mới không sanh, tức là cái để ngăn ngừa cái sự đói, để tu tập. Như đó thôi. Tức là nói đơn giản là mình ăn không phải để cho nó có cơ bắp nó ăn phải có cơ bắp thì cái ăn cơm mà ngày thôi là phật dạy mình phải quán tưởng là ăn không phải để thành lực sĩ thì giờ mình ngồi mình tập võ để thành lực sĩ thì nó quá tào lao vậy thôi đơn giản còn thí dụ như mình có thể tập một số cái thể dục để cho cơ thể mình nó khỏe mạnh không mình hoạn, tăng chất đề cán thì tốt thôi